30 giây tìm hiểu về bệnh đau mắt đỏ. Đau mắt đỏ có tốc độ lây lan nhanh, thời gian ủ bệnh ngắn và không để lại miễn dịch đặc hiệu, tức là lần sau chúng ta vẫn có thể mắc lại như bình thường. Thứ hai là thường gây ra bởi virus thuộc họ adenovirus hoặc là enterovirus. Các loại virus này sẽ tấn công gây viêm kết mạc, có thể diễn tiến cấp tính hoặc là mạn tính. Biểu hiện cụ thể đấy là đỏ, sưng, cộ mắt, rát và ngứa, tạo ra nhiều rỉ và giảm thị lực. Bên này thì có cả các triệu chứng như là sốt nhẹ, đau họng và nổi hạch. Đau mắt đỏ lây lan như thế nào? Thì nó lây lan qua dịch rỉ mắt, qua dịch tiết của nước bọt. Chính vì vậy, để giảm nguy cơ mắc đau mắt đỏ thì hạn chế là đưa tay lên dụi mắt, hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân đau mắt đỏ, và sau khi tiếp xúc với bệnh nhân thì phải rửa tay thật là sạch sẽ. Đã đau mắt đỏ thì điều trị như thế nào? Đầu tiên đấy là cần vệ sinh sạch vùng mắt bằng nước muối sinh lý, có thể sử dụng thêm nước mắt nhân tạo để tăng bổ sung thêm độ ẩm, giảm ngứa và giảm cụm. Chỉ sử dụng kháng sinh khi có biểu hiện bội nhiễm như là nhiễm trùng vi khuẩn kèm với virus. Một số loại kháng sinh tham khảo có thể kể đến như là ofloxacin, levofloxacin hay là ciprofloxacin thuộc nhóm kháng sinh quinolone cho vùng mắt. Thứ hai là nhóm kháng sinh aminoglycosid như là topramycin hay là neomycin. Thì đó là những kháng sinh sử dụng cho vùng mắt rất hiệu quả.